Nghệ An quan hoàng mười chấp thu Nghệ An về huyện Kiên Tản làm quan phủ dày. Thank you.
bậc hòa kỳ cắm giữa trung tâm. Thanh kỳ đẹp dân lý phương bụng cõi ngoài nam phương cờ đó dập rời tây phương cờ trắng. Hỏa bài kim đình bắc phương hát sắc huy lê. Tài mã kim ngân dâng lên tài mã kim ngân hoàng vì tung đối chép biên dành dành vì cho đôi chối trường sinh. Hoàng mười trong đất Nghệ An nay tề tay tiên rót chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên đệ ngọc ngắc ho mi minh vào ý là mời rước quan hoàng mười xưa cả con ở rước hoàng mười đi xưa. Chúc mơ chén rượu đào nhị tuần là dâng lên bệ ngọc thì các cô dâng mời là mời rước quan hoàng mười xưa ta với rước quan hoàng xưa. Là mời rước quan hoàng mười xưa các con nâng bao ấy là mời rước quan hoàng mười. Điều
lành điều dữ. Ông cũng phản cùng người trần gian. Vơn quanh làn gió, xứ nghệ quê hoang hoa cỏ tuột tươi. Ai buồn lên Bích Động Thành nhớ. Khi vô thành nổi tới nơi đền nơ hoàng. Ông mười luận bàn về việc nước mà đúng đó đây. Ông quyết đem tay tháo lược để hiến dâng. Linh sắc nông nôn mười khiến đường mà điêu quân. Gương thiêng ba thước mưa hồng quan hoàng người sông đông. Chạy ngát năm dâm mưa dài nặng lá cơ đao dự cho bề lặng sóng để dòng sông ngàn đời đường chảy chuối lặng lờ biến đục biến trong. Đào tiên như trăng dằm sáng soi đêm trưa, quân tiên sứ nghệ quan hòa đức danh trung kỳ. Người ta ngược xuôi ai nấy đi về bốn phương, ai cũng vô ra đền quan khuya sớm đèn nhà. Biển kia dẫu cạn công nghệ hoa ngàn năm trăng xa, núi kia dẫu mòn ơn biến kia sông cạn mì cầu hoa
sáng tựa đồng dương. Nay hay ông sáng đồng mình vòng mặt hào hoa tươi sáng. Tiếng ngáp bàn mì đỏ vui ngự chân tan. Mặc áo tràm gầm theo hoàng quang, tay tiên viết câu thơ thần cầm quạt ngà bước chân ta. Ngày ngày đến lâu hai nàng tiên nữ dâng lên cung nam, dòng ngân liễu lô oanh vàng để lòng hoang xiết bao nhiêu niềm vui. Khi ta chốn nhân gian rồi mà lòng còn liên lưu đây. Tiệc hôm nay vui quá đi. Hát ca tụng bình muôn đời, đền bông lái cành đẹp hoa tươi, mây trời cùng ngừng trôi đón quan hòa. Ngư bông lai là cải thiên thai tống cô đôi thường đại đại cô hai hòa cảnh thiên thai sư dương tiên nhạc chốt bông lai hạc cũ hoành ca đã dựng bảo hoa trên cao phong đã dựng bảo tòa có cô đôi thường gần xa tinh tinh nhớ nhớ xa cả vóc ngọc sáng
hình thanh cao. Về một cách nhập ai nào dám đỏ tiếng của anh linh đã tỏ gần xa mỉm cười tươi tốt thừa Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiểu cô đôi là công Chúa Sơn tình nhật nhật ý. Bye.
Hàn Sơn lỡ tu khí trung linh nhờ có cô ba thoại giang sinh nhờ phù đời. Thank you.
phương Bắc cầu trước nữ nghiêu làng đời đi chờ thuận dòng thuận dòng la thầm để thiên đình định nhật chi kỳ mười tám mười
chín đi đôi nhà tuổi à tuổi cô chừng nghi 18 19 chừng độ 20 21 chừng độ 22
Bạch An Chí Huyền đến dòng sông đất tốt tự nhiên đường lưu để danh truyền đi trong Nam Việt đi. Mê mẩn mê tâm thần, phố mê làm xóm. Mê mẩn
thành nề tâm thần. Cô làm cho mới chuyển động tâm thần ý mơ màng biết cô chín ra thời phải kêu van. Cô đòi thương mỹ đến kẻ trần phàm còn năm u mê. Đôi mảnh giao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.